nếu như lăn trộm mà mang lại lợi ích cho mình thì không xấu biết chưa? Khả năng mồi chài à? Hay là khả năng lên giường? Chị, cô đúng là cái loại không biết suy nghĩ. Trẻ con bé tí tuổi đầu nó biết gì mà trộm với cắp. Chị, sao chị dám? Dạ, em chào giám đốc ạ. Cô Huyền đấy. Vâng ạ, em... Có việc gì thế? Giám đốc có cần em giúp gì không ạ? Sao cơ? Tại vì em là thư ký của giám đốc, nhưng mà mấy hôm nay em thấy anh không giao việc gì cho em. Không sao đâu, công việc của cô tôi giao hết cho cô Châu làm rồi. Dạ, sao cơ ạ? Huyền này, là một người thư ký ấy, không những cần phải chăm chỉ mà cái quan trọng nhất là phải nhanh nhạy nữa. Ý anh là... Thế này nhá, cô thử xuống phòng hành chính học việc một vài hôm đi. Nhưng mà em... Không sao đâu, nếu tôi thấy phù hợp tôi sẽ điều chuyển cho cô xuống phòng hành chính làm việc. Nhưng mà em... Cứ thế đi. Giám đốc ạ. Cô Châu đây ạ? Vâng, tài liệu mà giám đốc cần đây ạ. Huyền này. Dạ. Cô còn việc gì nữa không? Không ạ. Em xin phép giám đốc ạ. Đây là tài liệu. Châu này, tôi vừa gửi một tập tài liệu mật vào mail của cô đấy. Tài liệu mật đấy ạ? Tài liệu này khá là quan trọng, nên là cô làm việc nhanh cho tôi. Và đừng để rò rỉ ra ngoài đấy. Dạ vâng ạ. Thôi, cô về làm việc đi. Vâng, em xin phép ạ. Thỏ, mẹ dặn này, mẹ đưa con đến đây, ai mà hỏi con thì con bảo là con bị đau bụng, không đi học được nên là mẹ đưa con đến công ty biết chưa? Nhưng thế là nói dối mà mẹ. Thì mẹ bảo thì con cứ làm theo đi, biết chưa? Thỏ, hôm nay con được nghỉ học à? Con nhờ cô, hôm nay con đau bụng, không đi học được nên mẹ đón con vào công ty ạ. Thế con ngồi đây con chơi nhá. Vâng ạ. Thỏ. Dạ, mẹ bảo này, một lát nữa con vào phòng của cô Châu, xong rồi lấy điện thoại của cô ấy mang ra đây cho mẹ nhá. Điện thoại nào à? Thì điện thoại của cô Châu ấy. Nhưng như thế là ăn trộm mà. Nghe mẹ nói này, nếu như ăn trộm mà mang lại lợi ích cho mình thì không xấu biết chưa? Bây giờ con vào phòng của cô ấy tìm bằng được điện thoại mang ra đây cho mẹ. Nhớ là không được để ai nhìn thấy, nhớ chưa? Vâng. Nhanh nhanh chân lên biết chưa? Vâng ạ. Chị dám? Làm sao? Chả có gì là tao không dám cả. Nhất là với mày, con cáo danh ma. Chị bảo ai là cáo? Tao bảo mày đấy. Mày đã làm gì để mồi chài sếp? Mày đừng có tưởng là tao không biết mày đang âm mưu thay thế vị trí của tao. Tôi chả có âm mưu gì cả. Ai có khả năng thì người ấy được làm thôi. Khả năng à? Khả năng của mày là gì? Khả năng mồi chài à? Hay là khả năng lên giường? Chị! Làm sao? Mày định đổi tình lấy nghề à? Cái loại người như mày ấy, tao gặp nhiều lắm rồi. Đúng là đáng khinh. Chị im đi, chị không có quyền xúc phạm tôi. Được, bây giờ thì mày vẫn còn to mồm lắm. Nhưng mà để tao xem, cái danh dự của mày đáng giá mấy xu.
Thỏ, Thỏ ơi. Có lấy được điện thoại không? Được rồi. Được rồi, nghe mẹ dặn đây này. Con cầm máy để chơi game, xong rồi bao giờ cô Châu mà hỏi thì bảo là con mượn máy cô để con chơi game, nhớ chưa? Vâng ạ. Nhớ nhá. Thỏ. Ơ, sao con lại cầm điện thoại của cô? Sao con lại tự tiện như thế hả? Cô làm cái gì đấy? Chị xem lại con của chị đi. Con của chị ăn trộm điện thoại của tôi này. Cô đúng là cái loại không biết suy nghĩ. Trẻ con bé tí tuổi đầu nó biết gì mà trộm với cắp. Mà nếu như nó ăn trộm của cô ấy, nó đã không ngồi đây để chơi game rồi. Chẳng qua là nó mải chơi nên là nó mượn tạm một tí thôi. Mượn? Nó đã mượn tôi đâu mà chị kêu mượn? Chị dạy dỗ con kiểu gì đấy hả? Cô mới là người phải xem lại cách hành xử của mình ấy. Cái người có văn hóa, người ta không nạt nộ trẻ con như thế đâu. Chị! Có mỗi cái điện thoại mà làm loạn hết cả lên. Đi con, trả đi. Mẹ dặn này, chiều nay mẹ chỉ làm việc đến 3 giờ thôi. Nên là con cứ ngồi đợi mẹ, xong rồi mẹ dẫn đi siêu thị nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, vòng cổ đẹp thế ạ? Chuyện, gần 100 triệu lại chả đẹp. À mà Thảo này. Dạ. Sau này mà con đi làm được nhiều tiền ấy, nhớ mua cho mẹ mấy cái vòng như này nhá. Mẹ thích ạ? Thích chứ. Vâng ạ. Alo, giám đốc ạ? Vâng, em đây. À vâng vâng, em mang luôn cho anh đây ạ. Dạ vâng vâng vâng, dạ vâng ạ. Mẹ đi đâu đây ạ? Mẹ mang cái này lên phòng giám đốc, con ở đây đợi mẹ nhá. Vâng. Cô Châu à, cô xuống ngay phòng tôi gặp. Nhanh lên. Cô làm việc kiểu gì thế này hả? Dạ, có chuyện gì thế ạ? Tôi đã nói với cô rồi, tài liệu tôi gửi cho cô là tài liệu mật, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Thế tại sao cô lại gửi cho công ty đối thủ? Để bây giờ bọn chúng lấy chính cái tài liệu đấy ép chúng ta bỏ thầu dự án mới. Dạ, cái việc đấy em không có làm ạ. Cô không làm thì tôi làm à? Tài liệu đấy tôi chỉ gửi cho cô chứ không có một ai khác. Bây giờ cô không nhận làm thì ai làm? Cô nghỉ việc đi. Cô không thể làm nhân viên trong cái công ty này, chứ đừng nói là làm thư ký cho tôi. Giám đốc ơi, em mang dây chuyền đến cho anh đây ạ. Để đấy cho tôi. Vâng, em xin phép ạ. À Huyền này. Dạ. Cô bồi dưỡng thêm kiến thức đi nhá. Sắp tới làm thư ký sẽ vất vả hơn bây giờ đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thỏ ơi! Thỏ! Mẹ ơi! Ôi dồi ôi! Con chạy đi đâu đấy? Mẹ bảo con đợi mẹ đây cơ mà! Mẹ ơi! Con có cái này tặng mẹ đấy! Cái gì? Ôi dồi ôi! Ôi Thỏ ơi! Con lấy cái này ở đâu đấy? Con ăn trộm để tặng mẹ đấy! Ôi dồi ôi! Con ơi! Sao ngu thế hả con? Hả? Cô Huyền! Em chào giám đốc ạ! Thế rồi! Cho em xin lỗi với ạ! Tôi đã check cam rồi! Là con gái của cô chạy vào trong phòng của tôi. Em xin lỗi anh ạ, tại vì em không biết dạy con. Em gửi lại anh. Thỏ, xin lỗi ba đi con. Sao con phải xin lỗi? Cái con này, sao mày láo thế hả? Ai dạy mày ăn trộm? Mẹ dạy con ăn trộm mà. Mẹ bảo là ăn trộm có lợi cho mình thì không xấu. Sáng nay mẹ bảo con ăn trộm điện thoại của cô Châu cho mẹ còn gì. À, tôi đã hiểu rồi. Rõ ràng con không hề chuyển cái đống tài liệu đi đâu. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra cô ăn trộm điện thoại của tôi để gửi đống tài liệu đi ra ngoài à? Có đúng không? Anh ơi, không phải đâu ạ. Tình hình này chắc là đúng rồi Huyền ạ.
Trẻ con mà không biết nói dối đâu. Em... Mà thực ra là em cũng chỉ muốn lấy lại những gì là của mình thôi mà. Em đang là thư ký của sếp, tự nhiên cô ta vào tranh chấp với em. Em không muốn làm hành chính, em không cam tâm. Tôi nói với cô rất nhiều lần rồi, làm thư ký không những cần phải chăm chỉ mà cần phải nhanh nhẹn nữa. Nhưng sau chuyện này, tôi nghĩ tôi phải đặt ra thêm một tiêu chí quan trọng hơn nữa. Đó là thật thà đấy. Tôi không thể để một thư ký như cô bên cạnh tôi được. Một người độc ác, mưu mô, dùng mọi cách để hãm hại người khác. Anh ơi, em... À, công việc lao công ở trong công ty tôi nghĩ cũng không phù hợp với cô đâu. Chứ đừng nói là đến việc làm hành chính. Cô nghỉ việc đi. Anh ơi, em xin lỗi, em... Tôi khuyên thật cô, cô nên xem xét lại cách dạy con của cô đi. Đừng vì lợi ích của mình mà làm hỏng đứa bé. Cô nên nhớ rằng trẻ con như một tờ giấy trắng, cô viết những cái gì vào đầu nó thì đấy sẽ là nhân cách của nó sau này đấy. Thảo ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi.